Trời, trời sinh một cặp rồi, chết rồi. Thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói đi. Thích hết luôn rồi sao? Thích hết luôn rồi sao? Nhìn mới nói. Thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thế nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, tôi chết rồi. Wow, dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời, em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn. 20 tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long, hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin, sôi nổi, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Cái gì cũng biết chút chút đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính chứ không tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có hai mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi, vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi, cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng 10-20 ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao? Còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thiệt luôn á. Trời, đàn trai ngon lành à. Bên đây đẹp gái cũng hết. Dạ. Ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Ôi đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi. Dạ. Chết rồi, thấy chưa. Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, cháu vàng chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Con người bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không có nhất phải tính toán là... trước một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số á, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Xuống hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa.
tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Để coi rồi. Coi có miếng gì không. Này Trấn nước, Trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không? Con sao con? Dạ không ạ, con... Có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình đó, tương lai của mình như thế nào? Dạ thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây làm sao nè. Cao, mối mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi chứ người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ tìm hiểu rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước, điện nước ha. Là thấy là có ý chí, có ý chí và có nền tảng rồi đó, đúng không Linh? Hồi đó Hồng Dân 24 tuổi chưa biết gì luôn á, không có lo làm ăn gì, đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nên quyết định đăng ký và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Tự Xuân thì ở nhà rất là hiền. Nói chung là cũng ít nói. Khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp. Chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi. Chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn thì nói chung là làm nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ với cậu với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại ha đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo nào Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó.
có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh cảm ơn quà ông tặng. Em cũng cảm ơn quà tặng anh ạ. Em cảm ơn. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á, thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở Hiền Gặp Lành đó Long, dạ. Cầu được ước thấy. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm, em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. Chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi, anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ em cũng có bốn câu thơ về quan điểm tình yêu của em, đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi, mình nên thật lòng với nhau ngay từ những lần đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng là đứng dạ. Đứng con cho có cục hơi đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hả? À. Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi. Vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Tiếp thật ra ngồi ngồi vô luôn. Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen à. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Vậy chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ, chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng dạ. Không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ, em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng ờ hết trơn. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám yeah. Cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chắc, chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà, nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn cách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là ở chỉ rể. Có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, nhà mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ nghĩa là làm rể đó, gì ở rể con chịu. Dạ dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được, tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó
nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân á, thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn trai đi. Đúng rồi con. Dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay xuống bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi. Thật sự mà nói thì Quỳ Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, ta gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đông đầy cái cảm xúc, đông đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng rồi. Hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn trộn nắm tay không hề, nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không rời luôn, nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp. Và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế. Tất cả hồi đó giờ chắc phải chừng mấy mối không? Dưới trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải. Dạ. Anh coi nè. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Dạ. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Xin chào anh Linh ạ. Chào em. Chào chị Vân ạ. Em chào bạn gái bên kia và chào mọi người ở đây trường quay. Em tên là Mai Vũ Trương. Em hiện tại đang làm kỹ sư điện ở khu công nghiệp Avatar. Hiện tại em đang sinh sống ở Biên Hòa. Dạ năm nay em 28 tuổi. Còn em? Dạ con chào chủ Quyền Linh. Chào cô Hồng Vân, chào toàn thể khán giả và chào bạn bên cạnh. Con tên là Phan Thị Tú Uyên, hiện tại là năm nay 26 tuổi, đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đang làm marketing và sale tại Bảo Lộc ạ. Mảng gì? Dạ bất động sản. Rồi. Đàn trai hay nói một chút xíu ưu điểm và khuyết điểm cho đàn gái biết đi. Thì ưu điểm của mình là hiền lành, sống rất là tốt với bạn bè. Mình hay nói chuyện, mình chia sẻ, làm cho bạn mình vui. Yeah. Em đây là em thích cái hoạt động bên ngoài, đi du lịch. Hoặc là thích nuôi chó, chơi với chó. Hoặc là có hoạt hình Doraemon được. Trời ơi, tâm hồn trẻ thơ quá hả? Dạ đúng rồi. Có điểm yếu gì không? Dạ có, ít nói. Cũng sống nội tâm, hơi nhát. Mấy năm về trước thôi thì năm nay cũng đỡ nhát rồi. Giờ ngồi đây là cũng bớt nhát rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn mình nè, nói về cái là điểm mạnh, điểm yếu của mình nè. Điểm mạnh của con thì con là một người hoạt bát, gọi là một người sống hướng ngoại, thích đi đây đi đó và có thể độc lập tự chủ trong cuộc sống của mình. Điểm yếu thì nhiều một chút, hơi nóng tính, nấu ăn thì không có giỏi cái khoản nấu ăn lắm. Con thường là đi du lịch vào những lúc rảnh. Dạ, đi cùng bạn bè hoặc là tự đi. Ngoài ra thì con còn nuôi chó, chụp ảnh nữa. Nuôi chó nhiều không? Dạ, con có một bạn. Tên gì? Dạ, tên Dương. Ủa, tên con người luôn hả trời? Dạ. Dương đó nó có liên quan gì tới cái cuộc đời sự nghiệp của con không? Dạ, Dương là, trong tiếng Trung là nó là mặt trời. Thì không, đừng nói là tên yêu cũ nha. Ghét quá, hận quá, đặt tên chó luôn. Rồi thôi, sẵn mình nói về tình yêu nè, mấy mối tình rồi nè. Khai luôn tên người yêu là gì luôn nha. Dạ, con tổng cộng thì có khoảng 30 tình chính thức. Một mối tình là từ thời năm nhất đại học. Nói chung là 3 mối tình của con là đều gặp ở đi từ thiện hết. Tất cả là đều đi từ thiện. Bắt đầu tên gì? Dạ, nói thôi, quá khứ rồi cô Hồng Vân. Lý do tụi con chia tay là gì?
Lý do hả? Ví dụ như là yêu xa chẳng hạn. Rồi bây giờ sao đây? Cái này cũng xa xôi à nha. Đi dễ mà, cao tốc đi cái ào tới rồi. Mình có mấy mối tình rồi? Thiệt ra thì mình đếm trên đầu ngón tay chắc cũng không hết. Đúng rồi, hồi nhỏ thôi. Bây giờ từ cấp cấp 3 chính thức có một mối tình, lớp 12. Mình trải qua được 3 mối tình sâu đậm. Nhưng mà tất cả hồi đó giờ chắc cũng phải chừng mấy mối không? Dữ vậy trời. Tại chắc hiền nhát nên người ta thích. Mấy mối luôn à? Mười mấy mối. Mười mấy mối tình gian dở lận á hả? Trời ơi, 19 lần gian dở, chào cưng. Đâu đâu đến 19 thì... Mấy chục cái linh đinh này, câu nói của ông bà mình. Nhưng mà thực sự là mười mấy. Dạ, thật sự là 13. Ủa, số này đẹp à. Lý do chia tay vậy? Tuổi trẻ hồi xưa là chưa trải sự đời á. Phe ta bỏ hay là phe địch bỏ? Có mấy lần là mình bỏ, hầu như là người ta bỏ. Bỏ dạ, riêng rồi. Rụng tóc. Bỏ về mới lên đây em tìm mất hai. Đâu hồi xưa em cũng nhiều tóc lắm chứ. Nhưng mà mình hận hấp tóc quá. Hôm đó mình buồn quá, mình đi cạo. Ông nó cạo cạo xong rồi chị. Đúng rồi, từ đó là em không mọc tóc nữa. À dạ. Ôi tội nghiệp không? Dạ. Cũng như tình yêu mà tóc nó vậy đó. Không, thực ra bạn này nếu bạn để thì tóc vẫn nhiều mà. Rồi nói nghe nè, bây giờ cái cô gái này có ở Túc Lâm Đồng thì em có ngại yêu xa không vậy? Nếu mà yêu xa mà nói chuyện lại bình thường thì cũng không sao đâu chị. Em phóng lên vực Lâm Đồng thì cũng gần tầm 2 tiếng. Tùy theo chạy thôi, 2 tiếng chắc công an phạt hơi nhiều. Dạ đúng rồi. Bây giờ nè, em mong muốn cái người bạn bên đây á, là phải như thế nào? Thật ra thì con người em cũng thoải mái. Bạn gái mình chỉ cần hiền, lâu lâu mà có cá tính thì một xíu mình biết uống bia, biết nhậu nhẹt một xíu cũng được. Có hình xăm cũng được. Tôn trọng cái gia đình mình. Rồi nhậu nhẹt chút cũng ok. Nhậu càng được càng tốt. Nhiều khi lấy về thì hai chồng cứ mua một thùng bia để ở tủ lạnh á, thì mình buồn hai chồng là ủi. Giống như bạn em cũng vậy. Không, cái đó là cái thú vui của rất nhiều cặp vợ chồng nha. Hai chồng nhậu với nhau thôi, không có nhậu với ai trơn á. Vậy hai chồng chơi với nhau suốt luôn đi, đừng chơi ai nữa. Em có sợ con gái ghen không? Ghen thì em không sợ, chỉ sợ nhắc lại người cũ thôi. Rồi em có nhắc không? Không, em không bao giờ để ý với người cũ. Bây giờ em đâu còn nhớ người nào để em nhắc đâu. Nhiều quá mà đâu có nhớ nổi mà nhắc. Mình nhớ cũng không muốn nhắc. Dạ chú. Chào cô gái. Dạ. Con nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện thì con cảm nhận như thế nào? Con cũng không biết nói sao luôn á. Anh vui tính á. Vui có duyên. Ủa lắm á. Dạ. Vui tính có duyên lắm luôn á. Anh sửa điện mà nhiều đó, sửa điện nhiều cũng có đôi khi nó dễ thương. Hồi trước có té từ cái nhà xuống á. Có nữa hả? Có chứ, tại leo lên cầu thang là mình lắc lộn cầu dao á. Giật cái, té xuống gùm, giật cái, té xuống gùm cái. Đó, nó vậy đó. Cũng có té lần nữa. Con không thích điều gì đàn ông nhất? Nếu mà về ngoại hình thì con không thích một người hôi. Phải chẳng qua cái tâm sinh lý nó hôi sẵn rồi sao? Hôi. Cái vụ này chú không biết nha. Nó vô tình thôi, nó cũng vô tình té, vô tình rụng thôi con. Rồi gì nữa? Nóng tính, da trưởng. Người đàn ông vậy chắc tơi tả quá. Gì đâu hói rồi. Nóng tính rồi, đủ thứ chân. Chú nghĩ không có người nào gom nguyên tụ vậy đâu. À, không biết chăm lo cho gia đình. Là một người quá hướng ngoại cũng không tốt. À, từ từ con chú. Còn nữa hả? Dạ, không thích sao muối. Ờ, sao ngộ ta giống cô á. Thích vừa ôm thôi chú. Nói chung đừng có muối nào luôn, nó cứ bình thường. Giống như Linh vậy đó, cứ bình thường. À đúng rồi, giống như mà. Không. Chú cũng có tập gym á con? Dạ, chắc tập được một ngày rồi nghỉ. Là em gái đưa ra những cái điều không thích á, em có vướng vô điều nào không? Dạ không. Thế có đó. À không. Hồi không có tóc. Hồi hồi. Phải hả? Không đâu, hồi đâu. Ít tóc. Ít tóc. Tức là có cái hình mẫu lý tưởng nào ngoài đời mà có thiệt không? Ví dụ như là Barack Obama vậy á cô Hồng Vân. Cao to và họ là một người vừa là người của công việc vừa là người của gia đình luôn. Không đen cũng được mà đen cũng được. Bên kia thích mẫu hình Obama. Em thích mẫu hình như ai? Nhưng lại vợ của Obama. Kỳ. Vợ Obama. Có duyên ghê không? Hai đứa này nó biết lựa ghê á. Hai đứa tự cảm nhận chứ chú thấy cũng chưa giống gì hết. Em hỏi người thân đã. Hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với gia đình, với má, với cậu, anh và bạn bè của con. Xin chào MC Hồng Vân, MC Quỳnh Linh. Chào chàng trai bên này. Mình là cậu của Tú Uyên. Cậu nghĩ là chàng trai bên này cũng được, có nhiều cái cũng phù hợp với con. Với lại hỏi chàng trai bên này tí nữa là con kỹ sư điện là học ở trường nào vậy? Dạ, đại học công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì cùng ngành với cậu.
Dạ dạ. Cũng rất là cậu là hồi xưa là Bách Khoa lâu lắm rồi. Thôi hai đứa thì đến đây là cũng nên cho một cơ hội để mà mình tìm hiểu xa hơn. Trời ơi, anh đi với ai? Dạ em đi với bạn. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Em là bạn của Trương. Nhận xét về Trương thì cũng tính tình rất là vui vẻ. Bạn gái thì cũng nói chuyện thấy cũng hợp với bạn Trương á. Nhưng mà tại sao 13 người mà không vô người nào vậy? Bạn nhát lắm. Trời ơi, nó nhát. Ồ, quá vậy đó hả? Thôi được, hai đứa này nó quen nhau vui lắm nè. Cảm ơn em trai, giờ mở rào đi. Ừ. Mở rào. Đó. Hai đứa tâm sự đi. Coi hai vợ chồng Obama không biết xem chương trình này không? À, mình chào bạn. Chào bạn, mình có món quà rồi. Trong này có một lá thư á. À, ở đây thì em có mang tới một món quà bao gồm một bức thư và một cái tấm thiệp đi đến Bảo Lộc. Bạn cứ đến Bảo Lộc đi rồi mình sẽ làm hướng dẫn viên du lịch, đưa bạn đi khắp nơi. Đọc đi, đọc thư đi con. Wow, chào cậu. Người bạn ngồi kế bên, tớ là Uyên, một cô gái khá bướng bỉnh, bánh bèo, màu mè, hoa lá, nhưng cũng là một cô gái khá bản lĩnh, tự cường. Tớ đã trải qua nhiều lần yêu và được yêu, vì vậy tớ hiểu thế nào là sự trân trọng. Tớ chỉ một câu gửi đến bạn, nếu bận quá thì bạn đừng yêu. Thôi được rồi. Dạ. Đoạn cuối coi. Dạ đoạn cuối. Đừng quan tâm, đừng quan niệm cái gì là của mình sẽ lại lại là của mình. Nó chỉ đứng ở một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà nếu như không trân trọng, không sẽ chia, không quan tâm thì cậu à, có yêu cầu đến đâu người ta cũng đưa để đi thôi. Mong sẽ có những ngày hạnh phúc bên cậu. Dạ hết rồi. Nói tóm lại là cái thư này em bé này nó nói gì à? Nói em... tóm lại là bạn ấy nếu bận quá thì đừng yêu. Và yêu một cách phải có trân trọng bạn ấy. À chào bạn. Thì qua bức thư này mình thấy là mình thì không có bận biểu gì nhiều. Công việc của mình thì có thể là mình đi 3K, 3 kiếp trực. Thì nhưng mà thời gian thấy 3 kiếp trực đó rất là nhiều thời gian dành cho bạn. Mình nghĩ nhiều. Mình đi làm lễ Tết mình trực là nhiều lắm. Nhưng mà bất cứ thời gian nào trừ lễ Tết thì mình vẫn ở bên cạnh được. Mình không ngại xa. Mình chỉ ngại mình không có lý do mình xuống dưới thôi. Luôn luôn nếu mà bạn cần mình luôn luôn ở kế bên bạn. Bất chấp là có mưa hay là sao. Nhưng mà chắc bão lũ ở trên Lâm Đồng mình kẹt xe mình không xuống được. Ok. Trừ những ngày Tết và ngày lễ mình đã nói với bạn. Hồi nãy mình có nghe nói là bạn có tới 13 mối tình. Chắc cũng chấp nhanh chấp đi đúng không? 13 mối tình đó là tuổi trẻ chưa xảy từ đời các bạn. Tính là mình có 13 nhưng mà thật ra có 3 mối tình chính xác. Bây giờ mình lớn hơn nhỏ này 2 tuổi, mắc gì mình phải xưng bạn với mình. Dạ. Anh em được khẳng định phải anh coi nè. Giống Obama được phần nào? Giống hết quá. Chắc giống Obama được 10%. 10%. Đúng rồi, mình không có đen như ổng được. Thì mình là một người rất là thích du lịch. Người ta lớn hơn mình phải lịch sự, mình gọi là anh. Dạ. Ừ anh em. Em rất là thích đi du lịch cho nên là có thời gian rảnh là em sẽ sắp xếp thời gian để chọn một địa điểm để đi du lịch. Thì anh nghĩ anh có thích đi du lịch như vậy không? Vâng, mình thích du lịch. Anh thích du lịch. Thích lắm luôn chứ. Nhưng mà không có kể điện tiền thôi. Tiền cũng nhiều khi cũng quan trọng lắm. Đúng rồi, tất nhiên là tiền sẽ quan trọng. Một năm anh có thể đi du lịch đến 6-7 lần. Em tới em nắm tay cô gái. Cảm xúc nãy giờ mình gặp bạn ấy thế nào? Với lại có lấn cấn cái vụ chó tên Dương không thì hỏi luôn nghe. Em tưởng chó tên Trương hết hồn á. Trời ơi, nắm tay hả? Thì trong mắt tay quá. Lạnh quá. Công việc của anh thì không có bận rộn lắm. Thì anh vẫn đi xuống thăm em bình thường. Hy vọng là em giao cho anh một cơ hội để tìm hiểu. Dạ, cho cười. Dạ, em hơi ngại một chút nên em cười. Móng tay làm đẹp chứ nhỉ. Con gái có quyền làm đẹp mà. Không đẹp mà, nó nói gì đó. Hai đứa này nó nói mà như không nói á Linh ơi. Có mình ơn tụi nó nghe, tụi không ai nghe được luôn á trời. Thì anh có một cái bài, nhưng mà anh sẽ hát một đoạn cho em nghe. Tại vì anh kết em rồi, nhưng mà em kết em không. Em cứ nhận lời là anh cưới em về làm dâu của má em liền. Mình cưới nhau luôn. Hay là anh thích bây giờ? Đáp lại đi nè nữ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay anh cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thích. Thôi ạ. Vẫn không nghe tụi con hát cái gì luôn á.
Hai đứa này quen nhau dễ thương lắm á. Một nè, hai nè, ba. Hết thời gian. Có bấm không? Trời ơi, bà làm nhỏ rớt tim luôn vậy đó à. Chính thức là các bạn đã hẹn hò với nhau đó, nắm tay nhau đi. À, nắm vậy thôi. 13 mối tình vẫn yếu lắm. 13 mối tình yếu lắm rồi. Xin phép cho con được hôn má. Dạ, hôm nay con xin phép ạ. Hôn thiệt hả? Có thể hôn dạ cũng được. Được rồi. 13 người mà sao cô thấy con không có một cái thế nào hết trơn là sao vậy? Làm lại cho nó đẹp đẽ coi nè. Ít ra phải cổ điển chút xíu vậy chứ. Dạ. Chúc hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ. Dạ. Tôi đi Bảo Lộc giới thiệu tôi mua đất nha. Dạ, lát mình gặp nhau nha chú. Hôm nay thật sự là Quỳnh Linh và Hồng Vân rất là hạnh phúc quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Khiển lúc trước là mình không thổ lộ, khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá. Mình open quá xong là over luôn. Đi over luôn. Over luôn. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Nghe cô qua có vẻ nó hơi sến sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật. Em thích cái gì đó sến mà đúng. Thiệt á. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Trời ơi, dạ, chào quá. Dạ, dạ. Mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Hôm nay hai bạn đã có mặt ở trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cách cái hàng rào thôi. Mời em trai giới thiệu về mình. Cho em xin gửi lời chào tới anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Và tất cả quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay ạ. Xin giới thiệu, em tên là Phạm Văn Huy. Phạm Văn Huy. Dạ, quê ở Nam Định ạ. Bao nhiêu tuổi Huy? Dạ em năm nay 30 tuổi. 30 tuổi. Dạ. Huy làm nghề gì? Dạ em là sản xuất âm nhạc với lại phòng thu. Wow, vậy mời đó bạn hả? Thử. Rồi cưng, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào hai MC rất là dễ thương của chương trình, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Chào cùng em. Toàn thể quý khán giả đã được có mặt ngày hôm nay. Dạ em, tên đầy đủ của em là Huỳnh Thị Diệu Mỹ. Năm nay em 29 tuổi. Hiện tại em đang là bảo mẫu tiểu học tại trường tiểu học Vinschool Central Park. À, chị rất là thích nghe cái chữ bảo mẫu. Tại vì con chị là nó nói về mấy cô bảo mẫu rất là đáng yêu. Mỹ, Mỹ là dạy ở quận mấy vậy? Dạ, ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Bình Thạnh hả? Dạ. Còn Huy là ở quận mấy? Em ở quận 12 ạ. Quận 12. Dạ. Bình Thạnh ở quận 12 thì cũng không đến nỗi xa dạ, lắm ha. Em dạ. Nói luôn về cái điểm mạnh và điểm yếu của mình luôn đi. Dạ, điểm mạnh của em là em thích ca hát và em có thể hát bất cứ nơi đâu. Oh. Dạ, sẵn bây tiện. Em hát, dạ. Bài nào cho nó xôm xôm nữa. Dạ được, dạ được. Để coi nhà sản xuất âm nhạc bên đây con sao nè. Dạ dạ, vậy sẵn đây em xin tặng bạn Huy và mọi người một ca khúc cũng khá là vui. Bài Người Hãy Quên Em Đi. Dạ em hát bài này không phải là muốn cái thằng bên kia quên em đâu nha. Ok. Dạ. Người hãy quên em đi. Dạ. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Bên kia hát chồng nếu em đi. Nếu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa. Tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Vì tình yêu này sẽ chẳng lâu bền. Vậy coi như mình kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Yeah. Hay quá, hay quá. Hay quá. Được không? Nhà sản xuất âm nhạc. Dạ, hay dạ. Bạn Huy thấy sao bạn? Tôi trên đã cảm thấy là lung túng trong người khi nghe giọng hát. Mai qua phòng thu quảnh luôn. Dạ. Rồi bây giờ em hát đáp lại bên đàn gái coi nào. Em hát bài của anh Ưng Hồng Phúc đi. Tôi không tin nha. Rồi. Tôi không tin đời tôi có em rồi phải xa em suốt đời. Nắng ấm nơi người xa thật xa, cớ sao lại cho mưa gió nơi này. Tôi không tin tình em dễ yêu rồi dễ quên nhau mất rồi. Đã thế nay tình tôi đành thôi, không còn nhớ đến ai. Hay quá. Được rồi. Bên kia hát Người Hãy Quên Em Đi. Dạ. Bên đây hát bài
Anh không tin. Tôi không tin. Đó. Ủa, có gì không tin là mình hãy quên nhau đi, mà mình phải yêu nhau đi. Dạ, đúng rồi, đúng. Em trai. Dạ. Điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là ngủ ngáy. Ngủ ngáy. Với lại hơi sợ ma một xíu. Trai mà sợ ma hả? Trời ơi, tôi tính là nói hai người mà có quen nhau rồi đến coi kịch ma bên tôi mà ông nói vậy thôi, sao tính mời được trời. Tại vì chắc một mình em thì em sợ, hai người không biết. Cái bữa nào thử nó sao. Thử đi. Dạ. Mốt mời hai bạn đến sân khấu kịch Hồng Vân. Dạ. Khu Nhuận nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mình nói một chút đường tình duyên bên đàn gái cho đàn trai nghe đi. Đường tình duyên của em nó cũng khá là lận đận. Phận là con gái chưa một lần níu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sông rộng đường dài. Thì không, chưa yêu ai hả? Dạ, thực ra thì đối với em lúc trước á, lúc mà em còn học, đi học trong ghế nhà trường thì em tính tình của em rất là đóng. Tức là em hơi nội tâm á. Em thích cái gì, em thích hát nhưng mà em rất là nhát. Rồi khi mà em ví dụ em có tình cảm, em thích một bạn nào đó thì em lại không có dám nói ra. Thì sau khi mà em đi làm, em ra trường em đi làm thì tự nhiên em phát triển lên, em muốn thay đổi con người em tự tin lên, thì tự nhiên là nó bị khập khiễng đó chị. Khập khiễng lúc trước là mình không thổ lộ, quá khép kín. Dạ, bây giờ là rồi. Mình lại open quá, mình open quá, xong là over luôn, đi over, đúng over không? Luôn. Em đi thể hiện tình cảm của mình cho những người mà em thích, em có tình cảm hoặc là em nghĩ là người ta có tình cảm với em. Thế là em cứ thể hiện quá trời luôn. Và cuối cùng thì không có thành công được. Không thành công. Dạ, luôn. Đúng rồi, mà nói tóm lại là cái bài đó cực kỳ hợp với em. Chưa một lần yêu ai. Dạ. Nhìn về thôi tương gì? Lai. Tức là nhìn về tương lai đó mà. Chưa yêu ai đúng không? Chào em. Dạ chào chị. Trẻ măng trẻ mẳng vậy luôn hả trời. U30 rồi chị. U30. U30 rồi. Dạ. Hả? Trẻ lắm em ơi. 30 tuổi mà trẻ măng trẻ mẳng. Nói hết cho chị Vân nghe đi. Em thì chính thức là có hai mối tình. Một mối tình thì ngày xưa bố mẹ em ở ngoài quê á. Về quê xong rồi nhà bác á có đám cưới. Thì đêm đó em tới đó em hát một bài xong rồi tự nhiên quen luôn nhưng mà cái tình yêu nó hơi bị xa, tại vì ít gặp lắm, một năm gặp khoảng mấy lần thôi, tại vì bạn nó đang ngoài Hà Nội mà em lại ở trong nói chung này. Là yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi, yêu xa. Và mối tình thứ hai vậy cũng yêu xa, cuối cùng là chia tay hết. Dạ, cả hai mối tình rồi. Là chỉ vì yêu xa đúng không? Dạ đúng rồi. Mối tình này gần nè, bây giờ em muốn tìm một người yêu như thế nào? Dạ thì một cô bạn là tính tình hơi hiền chút. Hiền. Dạ, hiểu chuyện chút xíu là ai cũng hiểu chuyện. Bây giờ chị nói cho em nghe này, cái người bạn gái bên đây. Dạ. Có những đặc điểm như sau: 29 tuổi mà chưa một lần yêu ai, tinh khôi nghe. Dạ. Và có một cái nét gì đó của chị bóng hồi trẻ. À, có tuyệt vời đấy. Hơn như thế nữa thì em sẽ tự tìm hiểu. Dạ. Còn bây giờ tôi xin mời ông. Bóng hả? Bóng bằng bàn. Ừ, bóng ăn cơm vàng, đó, cơm bạc người ta. Đó, tạm gái cũng có răng khểnh chút chứ. Thì y chang bóng hồi đó mà lại. Em không thích điều gì ở đàn ông? Dạ em nói cái điều em thích ra nha. Em thích một người đàn ông. Đàn ông Người đàn ông. Đàn ông phải bản lĩnh đàn ông. Mình phải ga lăng. Dạ, đối nhân xử thế em thích cái chỗ đó nhất. Mình đối nhân xử thế với mọi người xung quanh. Dạ, phải vui vẻ. Em thích một người đàn ông vui vẻ, là hài hước nè. Dạ. Rồi không cần phải có tài lẻ gì nhiều đâu. Và cao đó anh, em thích cao. Cao. Cao hơn em. Bạn rồi không đó. Thích điều gì đàn ông? Em đến 55. Dạ. Không sạch sẽ. Không sạch sẽ. Dạ, em thích một người phải nói là mình bề ngoài mình phải biết chỉnh chu, mình gọn gàng, mình sạch sẽ. Tại vì em ở nhà em là em hay làm việc nhà, là em nhà em không sạch sẽ gì. Bây giờ cho người thân góp ý kiến đi rồi mở rào ra nha. Đúng rồi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với chị bạn thân của em. Em xin chào anh Hiền Linh và chào chị Hồng Vân ạ. Chào em. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Thanh ạ. Em là bạn của Mỹ ạ. Em thấy bạn trai này có hợp với Mỹ không? Ấn tượng tiên của em thì hai bạn có chung sở thích rồi. Em nghĩ là hai người match nhau cũng khoảng 70% rồi ạ. 70% trở lên là ok rồi. Dạ. Mỹ ơi, bạn này được đó. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Huy đi với ai Huy? Dạ em đi cùng với người anh trai. Anh trai đồng nghiệp. Đồng nghiệp. À, lần đầu tiên xin cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh với lại chị Hồng Vân ạ. Theo em thì bạn nữ này cũng khá xinh, nói chuyện rất là hoạt bát, và nhất là cũng có cái sở thích là ca hát chung với lại Huy, cho nên em nghĩ là hai người cũng khá là tương xứng với nhau. Rồi bây giờ thì mình mở rào cho hai bên gặp mặt để họ tự trao đổi với nhau nha. Mở rào.
hồi hộp lên. Hồi hộp hả? Có gì đâu hồi hộp, coi như mình mời bạn gái vô phòng thu thu âm vậy thôi ha. Bắt đầu đi Huy. Ủa? Chào anh có cái bông hoa tặng cho em. Dạ anh tự làm. Dạ anh tự làm. Cái vui mở ra đi em. Cái gì vậy cưng, tặng gì ạ? Cái bông hoa em tự làm. Ờ nhưng mà ý nghĩa em nói ý nghĩa về món quà của mình đi. Dạ cái bông hoa này thì em tự đặt tên như là bông hoa tỏ tình. Bông hoa tỏ tình hả? Dạ tại vì em tự làm mà. À. Dạ. Đó là đơn giản thôi chứ. Dạ. Hy vọng em sẽ thích. Dạ em thích. Dạ em thích. Rồi em mở quà của bạn nữ đi cưng. Huy. Mở quà. Dạ từ từ nhanh Huy, cái chừng bất ngờ đó anh. Trời ơi quả trứng. Vậy. Dạ. Được nhanh rất. Gì ta? Dạ, cho em đọc nha. Rồi rồi, đố anh luôn á, cái này là một tên một bài hát anh. Rất vui được gặp nhau à. Còn cái bài hát này là hát gì của ai ta? Dạ, dạ. Em thuộc bài này không? Dạ em sẽ hát tặng anh luôn. Cảm ơn em. Ủa tại sao tặng trứng là rất vui gặp nhau là sao? Dạ đây là cái món ăn mà gần đây em rất là thường ăn. À. Và cái này là cái món ăn mà thường nhật giản dị. Thế nó à? Ít dầu mỡ và nó tốt cho sức khỏe. Dạ. Ý nghĩa đó là ngon, bổ, rẻ. Em cũng rất thích trứng luôn. Vậy anh có muốn nghe bài hát không? Có, em hát thử cho anh nghe khúc không? Ta nhận ra nhau trước khi gặp nhau, tự như trong tiềm thức đã từng mơ như thế. Anh và em những gương mặt xa lạ, đến với nhau bằng tâm hồn thân quen. Hay quá quý vị ơi. Ánh mắt đã chạm nhau, bối rối cứ thật lâu, để khoảnh khắc này mãi đậm sâu. Rất vui được gặp nhau, dù ngày sau ai biết sẽ đi về đâu, chỉ cần ta khẽ nói với nhau một câu trước khi mọi thứ bắt đầu. Rất vui được gặp nhau. Yes. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và chắc là tôi xin được tặng cho bạn một chút xíu âm nhạc đúng không ạ? Dạ được. Bài này nghĩ là nó rất là ý nghĩa luôn. Tại vì khi mà anh đi tới chương trình này là anh đã chuẩn bị rất là kỹ. Anh trân trọng điều đó. À. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, cố quên ưu phiền trọn đời ta sống cho tình thêm nồng. Quên cuộc đời dối trá, lòng người phôi pha, tình ta còn lâu bên mãi trong cơn mộng say. Về bên nhau ta say mơ ước yêu nhau dài lâu, nắm tay vui cười nguyện đời ta sống cho tình thêm nồng. Sẽ không còn buồn chán ngát đường tình thanh thang, và ta sẽ yêu nồng cháy quên đi ngày mai giấc mơ một cuộc tình. Wow. Hai bạn này gặp nhau cứ hát mãi rồi yêu nhau thôi, khỏi cần nói gì cả. Âm nhạc nó sẽ kết nối hai trái tim lại với nhau. Rồi thôi mình ngồi ghế mình tâm sự đi. Mình cảm nhận về nhau đi. Anh có muốn hỏi em câu gì không? Muốn hỏi em là em khó tính không? Theo như mới gặp vậy thì anh có thấy em khó tính không? Mới gặp thì không khó, cũng không dễ thương à? Đúng rồi. Dạ. Cái ấn tượng đầu tiên anh nhìn là khi mà gặp anh á, em nở cái nụ cười mà chỉ làm cho mình nó bị sao xuyến luôn. Dạ. Ừ, thì đó thì nghĩa là em cũng theo anh là nhìn em là em khó tính. Còn em nhìn anh sao? Thôi trả lời câu hỏi của anh trước. Ừ. Dạ, em là một người rất là dễ tiếp cận. Yeah. Rất dễ tiếp cận nhưng mà khó chinh phục nha. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy theo anh Huy thì quan điểm của anh về tình yêu là như thế nào? Quan điểm của anh về tình yêu thì chỉ là hai người có cảm thấy hai con tim cùng một nhịp đập. Hai con tim cùng nhịp đập hả anh? Nghĩa là hai người cùng cảm nhịp với nhau á. À. Cùng cảm xúc với nhau. Dạ. Yeah. Sẽ đi tiếp cái chặng đường của mình sắp tới. Dạ, nghe có qua có vẻ nó hơi sến anh ha. Đúng nhưng rồi. Mà sến nhưng mà thiệt. Nhưng mà nó thật em thích cái gì đó sến mà thiệt á. Dạ. Các bạn đã có dự định là kết hôn chưa? Cái tuổi này là đã suy nghĩ chuyện lập gia đình chưa hay là chỉ là yêu thôi? Ba mẹ của em và các bác ngồi quê á. Tại vì gia đình em đã chuyển vô đây từ bé rồi. Nên vô đây thì em sống thì
tới 30 tuổi vẫn chưa có, nên các bác ở ngoài quê hơi bị hoang mang. Với lại bố mẹ cũng vậy, cứ hối xong em lấy vợ đi, tại vì nhà có hai anh em nên mẹ cứ kêu là xong lấy vợ đi, thằng em mày lấy trước. Dạ. Còn về cái quan niệm mà hôn nhân thì có thể là mình chắc luôn đi, đừng có thể rồi chắc hả. Hôn nhân thì trong khoảng 6 tháng đổ lại, trong thời gian đó mình sẽ tìm hiểu nhau, xem sẽ ok hơn để hiểu với tính cách nhau sẽ. Dạ, tức là anh chuẩn bị về điều kiện, cơ sở vật chất đồ đó là ok hết rồi ha. Ok, thì chắc chắn là bằng mọi giá phải có điều kiện để cưới em chứ. Mình tìm hiểu nhau khoảng 1 năm 1.5 năm thì có thể tiến đến hôn nhân là đẹp đó anh. Đúng rồi, anh nghĩ các bạn, quan trọng là em có bấm nút không. Để tối nay em về em trả lời mail anh biết liền. Biết rồi bây giờ sao ta. Em hãy tiến tới và nói với bạn gái một câu gì đó, suy nghĩ điều gì trong lòng của mình để chúng ta có thể tiến hành bấm nút. Vậy thôi. Đôi khi anh vô tình anh được đứng trước mấy ngàn khán giả đó, anh không run. Nhưng mà anh gặp em anh rất là run. Chắc là anh đã có cảm xúc thật sự với em. Và nên lát chúng ta, anh rất mong em bấm chuông để chúng ta có một những ngày tháng tìm hiểu ra. Vậy ha. Rất chân thành. Rồi. Mọi người, chúng ta sẽ đưa ra quan điểm của mình bằng nút bấm. Nút đâu? Bên trái anh. Bên trái đây. Đó, rối, không tìm ra được cái thế để bấm rồi. Chúng ta hãy lắng lại 30 giây, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu phải, chúng ta bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu cảm nhận không phải, không cần bấm. Hãy đưa ra quyết định của mình, nhìn về phía trước. Nhìn phía trước anh. 1 2 Bấm trước luôn rồi. 3 Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau đi. Cho anh nắm nhẹ. Rối rồi, trời ơi, ống rung thiệt kìa trời ạ. Ôi, tay sao lạnh như vậy trời. Này, bạn gái là chủ động hết đấy. Rồi, bây giờ thì bạn trai có điều gì muốn nói với lại gia đình bạn gái hay không? Sau đó thì xin phép được hôn cái hôn đầu tiên ở má của bạn gái. Hôm nay chúng con đã bấm chuông rồi. Không có chuông, ở đây không phải lan và điệp. Nút, mà bấm nút, đây. Nút. Chúng con đã bấm nút rồi thì trái tim cũng đã nổi đỏ rồi. Thì xin phép hai bác cho con hôn hôn chán nhẹ của em cái. Cho hôn đúng. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, đồ có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn? Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao, còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Nó đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó. Trứng luộc. Gạo luộc. Rồi nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu mình. Lời đầu tiên em gửi lời đầu tiên đến với chương trình, em gửi lời chào tới chú Quỳnh Linh và cô Hồng Vân và bạn nữ bên kia và toàn bộ khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Ngọc Vũ, em sinh năm 1995, sinh ra và lớn lên tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hiện em đang công tác tại đơn vị ban kỹ thuật trung đoàn 935 sư đoàn 370. Em công tác cụ thể là gì? Em bên bộ phận tác chiến điện tử. Dạ, xin chào cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, anh Vũ bên kia và toàn bộ khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Phạm Thị Thu Thảo, em đang là nhân viên văn phòng tạm thời thôi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học và đang chờ bằng để kiếm một công việc tốt hơn. Dạ. Mình vừa mới tốt nghiệp đại học. Vậy là năm nay con nhiêu rồi? Dạ, con 23 tuổi, con sinh năm 97. Trẻ quá trời luôn. Nói chứ 95 là cũng đến tuổi cập kê. Vũ có điểm mạnh, điểm yếu gì nói cho đàn gái nghe đi. Điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con nấu ăn giỏi. Nấu ăn giỏi? Dạ vâng. Vì con có học qua nấu ăn rồi. Rồi, quá giỏi, đàn ông biết nấu ăn là giỏi rồi. Gì nữa Vũ? Dạ, chăm sóc chu đáo. Chăm sóc chu đáo? Chăm sóc ai chu đáo? Chăm sóc gia đình. Chăm sóc gia đình. Chăm sóc em được không anh? Được. Được, nó lớn lên.
Được chưa em? Sao Thảo lại thích lấy chồng bộ đội? À, dạ, tại con thì ngày xưa... Nói lớn cho anh nghe coi, anh đã coi. Dạ, ngày xưa thì con cũng từng thi vào quân đội công an. Tại vì con cũng rất là yêu thích ngành này. Nhưng mà không có duyên á, không đủ điểm. Cho nên là con đã trẻ hướng khác và thi vào Học viện Hành chính quốc gia. Thi vào bộ đội chắc là ốm quá, không nhận đúng không? Sức khỏe không đủ gì đúng không? Dạ không, sức khỏe tốt coi. Rồi bây giờ điểm mạnh, điểm yếu của con là gì nè? Dạ, về điểm mạnh thì con nghĩ mình là một người vui vẻ, dễ hòa đồng và năng động. Còn về nhược điểm thì con có một xíu hơi hay quên, với lại cũng hơi là nhạy cảm. Nhạy cảm là sao? Dạ. Dễ khóc dễ cười hả hay sao? Dạ, cũng sáng nắng chiều mưa. Dạ, chưa áo khóc gì đó. Vậy đó hả? Dạ. Có hay ghen không? Dạ, cũng tùy trường hợp ạ. Rồi con thích cái mẫu người đàn ông của mình sao? Con thì thích một người con trai trưởng thành, không hút thuốc, có thể là uống bia rượu, nhưng mà đúng lúc và có chừng mực. Khi anh ở nhà thì anh có thể phụ giúp với em. Là phải hỗ trợ cho em đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà ngoại hình thì sao con? Con thích đàn ông ngoại hình thế nào? Dạ, con thì thích bạn trai cao hơn con. Dạ. Cao hơn con? Dạ. Con cao mét mấy? Dạ, con cao 1m66. Trời, quá dữ luôn. Đây mét mấy? Mét 74. Được. Trời ơi, ngon lành. Nhẹ nhàng thôi, 74 nhẹ nhàng. Trời ơi. Rồi, yêu cầu con gì? Ngoại hình đàn trai thế nào nữa? Dạ, con thích bạn trai da ngâm ngâm. Có gia trưởng hay không? Chắc không có đâu. Vũ ơi, có gia trưởng không Vũ ơi? Dạ không cô. Không có gia trưởng đúng không? Dạ vâng. Rồi còn Vũ, Vũ muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, muốn tìm một cô gái mà không cần xinh lắm, biết chia sẻ công việc với mình, biết hiểu mình, chăm sóc mình tốt. Ngoại hình sao? Chiều cao thấp hơn mình là được rồi. Thấp rồi đó. Dạ. Rồi, con có mấy mối tình rồi? Vũ? Dạ, có 2 mối tình. 2 mối hả? Dạ vâng. Sao chia tay? Dạ, ở tại là chia tay vì khoảng cách xa. Bạn này con... ở đâu? Thảo ở. Thảo ở đâu vậy? Dạ, con sinh ra và lớn lên ở Bình Phước. Hiện tại thì con đang học tập ở Sài Gòn. Đây, đang ở Biên Hòa đúng không? Dạ. Cũng không xa. Con có một cái yêu cầu thêm gì nữa ở người bạn trai của mình không? Nếu mà bạn trai bên kia có một nụ cười đẹp thì cười tươi, thì cười tươi. Dạ thì con nghĩ là những người như vậy thì thường là vui vẻ, hòa đồng và họ sẽ năng động. Ai cũng cười tươi hết con. Thích có răng khẳng như con không? Dạ. Răng đều đẹp. Răng đều đẹp thôi. Ừ. Mà mình có mấy mối tình rồi Thảo? Con thì cũng từng có một mối tình. Một mối tình sao chia tay? Dạ thì cũng là yêu xa, khoảng cách xa quá, dạ niềm tin không có đủ lớn. Với bạn đó phản bội con và con cô gái khác. Trời, dạ cho nên là con đã kết thúc. Đây cô gái xinh đẹp gì mà phản bội thì tội cô chủ đi. Động kết thúc mấy chú trong quân đội, tại vì trong quân đội là đầu tiên phải rèn rũa, làm kỷ luật, kỷ luật thép chung đó. Son sắc đó. Thôi yên mình cứ yên tâm đã nha. Rồi. Ha. Qua coi đàn trai đi, đàn trai cao ráo 1m74 ha. Để coi nghe. Tóc tai hết gọn gàng ha. Hiền lành, chất phác. Đó. Chào Vũ. Dạ chào cô. Sao nè Vũ? Nãy giờ Vũ nghe bạn này bạn đòi hỏi vậy, Vũ thấy mình có bao nhiêu phần trăm Vũ? 90% ạ. 90% luôn. Vâng. Khẳng định luôn, tự tin dễ sợ. Còn sao còn con thấy mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ 101%. 101 luôn nha Vũ. Nên ta tự tin hơn mình nữa đó. Dạ, Vũ cười có răng khểnh không? Dạ không có. Không có răng khểnh hả? Đâu muốn mua răng khểnh gắn vô có gì đâu sợ. Ủa thì tôi có nói gì đâu trời. Khó khăn thiệt á. Thì Vũ, muốn bữa yêu nay cầu... Vũ đi. Bữa nay Vũ đi với ai vậy Vũ? Hôm nay em đi với các đồng chí đồng đội. Các đồng chí đồng đội với thủ trưởng của mình. Đâu thủ trưởng, xin mời thủ trưởng bên Vũ. Xin gửi lời chào tốt đẹp nhất tới ban biên tập chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Xin kính chúc anh Quyền Linh và chị Hồng Vân sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Lời đầu tiên thay mặt cán bộ chiến sĩ trung đoàn 935 muốn nói là em gái rất là dễ thương, thông minh, sắc sảo. Em rất tuyệt vời. Đấy. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Vũ nghe chưa? Vũ nghe chưa? Còn về đồng chí Vũ của đơn vị chúng tôi thì đồng chí Vũ là một người rất là hiền lành, hơi nhút nhát nhưng chuyên môn nghiệp vụ rất là giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Còn trong cuộc sống thì đồng chí luôn quan tâm đến bạn bè, đồng chí đồng đội. Đồng chí là một người tốt, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Còn đến với chương trình hôm nay thì chúng tôi rất mong muốn hai bạn sẽ dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa, tiến xa hơn nữa. Đặc biệt trong thời gian gần nhất, đơn vị và chương trình sẽ nhận được thiệp hồng mang tên hai bạn.
Xin cảm ơn. Rồi mấy bạn Thảo đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với hai người bạn thân thiết của em, và em rất muốn nghe được sự chia sẻ của hai người bạn ạ. Dạ lời đầu tiên thì con xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Con tên là Phương, con là bạn thân của Thảo, cũng thân cũng gần 10 năm rồi. Dạ thì Thảo, nhận xét trước về Thảo thì Thảo rất là hiền, chuẩn người phụ nữ gia đình á. Nhưng mà bị cái là hơi hay quên chút. Nên là nhiều khi anh mà làm nó giận là nó cũng không nhớ đâu. Dạ nghe anh nói là anh có nấu ăn được thì bù cho Thảo, tại vì Thảo nấu ăn thì vẫn được, nhưng mà nó không được khéo cho lắm. Nấu đơn giản thôi, ví dụ như là gạo luộc, rau luộc, các thứ gạo đó luộc. Gạo luộc. Dạ trời thì ơi, cũng tương mà dạ nói chung là anh Thảo là rất là hiền. Nhận xét về bên bạn này á Thảo, thì anh này đẹp trai, chuẩn gu của Thảo, cao to đen, còn hôi hay không thì chưa biết. Tại là Thảo phải thử. Nếu như mà được thì hai bạn có thể là cho nhau cơ hội. Tại vì mình gặp ở đây là duyên trước đã. Hai bạn cảm thấy nếu như mà là nửa mảnh ghép của nhau thì mình sớm có tin vui. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Áp lực quá ha. Nghe bạn nói xong áp lực. Mở rào. Mở rào. Con chờ mở xong cầm. Rồi, bắt đầu đi. Rồi, đó, đứng lên tặng nè. Để cho anh. Dạ, em cũng có món quà nhỏ tặng anh. Dạ. Đâu, quà sao, nói ý nghĩa coi. Nói ý nghĩa coi quà là cái gì nè. Mở ra. Dạ, quà là cái ly. Cái ly, bởi vì cái ly hay dùng thường xuyên, nên mỗi lần dùng thì nhớ tới người mà đồng hành cùng với mình. Thảo tặng gì con? Dạ con tặng một cuốn sách có tên là Đúng Việc, thì hy vọng là anh cũng sẽ chọn được đúng người. Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ dạ em chào anh, em cảm nhận là thấy anh khá là điển trai. Em rất là thích cái điểm đó là anh nấu ăn rất là ngon. Hồi nãy thì em có nghe anh chia sẻ là lý do anh chia tay á là do khoảng cách xa quá. Thì không biết là khi mà em hiện tại thì trước mắt thì chắc em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn, mà anh thì anh ở Biên Hòa. Vậy thì không biết là mình cũng có khoảng cách, cũng hơi gọi là cũng có xíu khoảng cách địa lý một xíu. Thì không biết là ví dụ như trong một tháng thì anh có thể lên gặp em được mấy lần? Nếu mà đơn vị tạo điều kiện cho phép thì thứ bảy chủ nhật anh sẽ chạy lên Sài Gòn để thăm em từ 1 đến 2 lần. Trừ những hôm mà anh trực không để thăm em được thì anh sẽ nói cho em nghe. Vì nhà anh ở dưới Biên Hòa nên có thể anh sẽ ở Biên Hòa luôn. Em có thể lập nghiệp xong, em có công việc, em đang làm công việc tốt, mà em có thể xuống Biên Hòa ở cùng với gia đình anh. Nếu tiến tới hôn nhân mà. Cưng dễ sợ cưng. Em cũng nghĩ là hiện tại thì trước mắt em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn. Nếu như ở dưới Biên Hòa có công việc phù hợp thì em cũng linh động và chủ động có thể xuống ở gần anh hơn. Thì dĩ nhiên là em vẫn sẽ thích ở gần người yêu của mình hơn. Còn về vấn đề mà mình sống chung hay sống riêng á, hoặc là ở chung với bố mẹ hay không á, thì em cũng không có ngại việc làm dâu. Nhưng mà em rất là mong muốn là hai đứa mình có thể ra ở riêng với nhau và vẫn có thể chăm lo được cho bên nội và bên ngoại. Em hiểu tính chất công việc của anh, những lúc anh bận hay gì kia thì em có thể chủ động. Nhưng mà ngược lại thì anh cũng không thể như vậy mà ỷ y được. Tại vì em dù sao cũng là con gái, em cũng không thể nào chủ động mãi trong một cuộc tình được. Nếu như về sau này chỉ còn là một mình em chủ động thì em nghĩ là nó đi tới hồi kết rồi. Bây giờ đứng lên nắm tay bạn gái nói đi, chủ động thử nào. Cổ phải chứng minh cho cổ thấy là mình không phải là cái người mà thụ động. Lên nào đó. Đó. Nắm hai tay luôn. Đó, nhìn bạn gái, nhìn thẳng vô bạn gái. Mạnh mẽ lên nào, chủ động lên nào, tấn công. Quyết chiến quyết thắng. Nếu mà tìm hiểu nhau mà thấy kiểu hợp nhau thì mình sẽ tiến tới. Tính của anh thì nói chung là nhát gái. Nói chung nhát là cái nhạt. Gì chỉ có nhát gái thôi. Nhưng mà về cách thể hiện trong hành động mà công việc này nọ thì anh hành động tốt. Em là một cô gái xinh đẹp, hiền dịu, nói chuyện nhẹ nhàng. Chúng ta tìm hiểu nhau, anh sẽ luôn quan tâm, chăm sóc chu đáo kỹ càng cho em. Em
tin tưởng anh, vì nếu mà anh yêu ai thì chỉ yêu một mình, không có kiểu mà nhắn tin một nhiều người, vì là chỉ có một người trong lòng thôi, không bao giờ so sánh cô gái của mình với bất kỳ ai. Anh sẽ chủ động trong tất cả mọi việc, dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Dạ, em sẽ là hậu phương vững chắc cho anh nếu như mình có duyên về sau. À, hay quá, hay quá. Rồi, ok. Sẵn sàng. Sẵn sàng nha, bây giờ nghe đếm nha. Chúng ta phải làm theo sự mách bảo của con tim. Con tim của mình sao là mình cứ làm như vậy đi. Ừ. Rồi, nào, 1. Không thích không cần bấm. 2. 3. Trời ơi, bấm mà bấm cùng nhịp luôn, tôi nói cho ông biết. Cách, cách. Ok con. Mặt xanh lét hết rồi. Con chọn lựa như vậy là sáng suốt. Trời, mặt còn chút máu. Xanh hết trơn. Làm sợ với Vũ. Nắm tay cái coi. Nắm tay nè, bây giờ là Vũ mạnh mẽ lên nè con. Hít hơi thật sâu vô nào. Ừ. Cháu chào hai bác, con tìm hiểu Thảo. Thì cháu thấy hai người đó hợp tính nhau. Cháu mong hai bác cho hai cháu được tìm hiểu nhau và quen biết nhau tiến tới hôn nhân, dài lâu tiến tới hôn nhân. Con xin bác cho con hôn Thảo một cái nghe mẹ. Đúng rồi. Hôn cái rồi hả? Đó. Xin hai cái đi. Cái ly của anh là lúc nào cũng cầm theo nghe không? Dạ. Uống riêng nha, đó để nhớ tới anh nha. Vũ bây giờ chủ động nào? Chủ động lên Vũ, mạnh mẽ lên Vũ. Anh xin cái nữa. Ừ, đó. Cưng gì đâu, cưng quá. Rồi nè, lẹ lên chủ động. Xin là phải làm liền, xin là phải làm liền. Đó, trời ơi. Không nghe lỗ tai nhộn chết luôn hả? Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Các bạn hãy gọi điện, nhắn tin để thắt chặt tình cảm qua ứng dụng Mocha nha. Đặc biệt khi vừa chat vừa nghe nhạc trên Mocha thì dù có cách xa thế cũng như đang ngồi gần đó. Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc. Nắm tay đi, nắm tay đi, nắm tay xuống chào đi. Chào mọi người. Chào ơi, chào. Chào mọi người. Dễ thương quá. Bây giờ mình mới biết được rằng là những cái rung động đầu đời đó nó khó tả lắm. Mà đáng yêu mình lắm. Nó đáng, rất là đáng yêu. Xem là giây phút này á, chúng ta cảm giác rằng nó cuộc tình nó trong veo đó. Nó gần như là còn nguyên vẹn đó. Đúng rồi. Rất là dễ thương. Hãy giữ lấy những khoảnh khắc đó để chúng ta có thể có động lực hơn trong tình yêu. Và hãy giữ những khoảnh khắc đó tiến xa hơn trong đường hạnh phúc. Và hy vọng rằng trong thời gian rất ngắn, hai bạn sẽ hiểu nhau và về chung một nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò.